Theo các nhà chuyên gia người ta nói, nếu mà mình mới sanh em bé đó thì mấy người chuyên gia người ta nói đó, cái đúng nhất nếu mình có điều kiện á, cái đúng nhất thì mình nên ở nhà full time, chăm sóc gia đình, chăm sóc em bé. Nhưng mà Quốc biết ở xóm của Quốc có mấy cháu, có mấy cái em bé mới sanh con thì Quốc nghe giống như đi ở trong tiệc, ở trong cái bàn ăn á, thì Quốc cũng nghe nói đó là mấy cái người này người ta bị stress cho nên người ta muốn đi ra làm lấy cái tiền, dùng cái tiền mà đi làm đó, tiền lương á, đồng lương á, thuê một cái bà vú nuôi để trốn trốn tránh cái sự mà đối diện mà nuôi nuôi cái đứa em nó bị stress đó. Thì Quốc research trong Google đó thì chuyên gia người ta nói cái thời gian sau này, cái thời gian mình muốn tìm lại, mình muốn muốn lấy lại cái thời gian nó không có. Có nghĩa là mấy chuyên gia người ta nói trong cái lúc mà mấy cái em bé mới lớn lên, còn em bé đó thì mình bên cạnh mấy cái em này là cái nó rất là một cái quý báu, cái sự gần gũi với con của mình đó. Thì có cái ông này, ổng là tỷ phú chứng khoán, ổng tên là ông Alan Fan gì đó. Ông Alan Fan, ổng là tỷ phú. Thì có một nhà báo phỏng vấn ổng trong cái cuộc đời của ổng, cái điều gì mà làm cho ổng hối tiếc, thì ổng trả lời đó là nếu mà ổng quay lại thời gian á, là ông sẽ dành thời gian để gần gũi con cái của ông. Tại vì trong cái lúc mà ông gầy dựng sự nghiệp á, ông lo mê mẩn làm ăn đó, thì ông Alan Fan ông nói ông hối tiếc về cái điều đó, cái điều mà ông không có được dùng cái thời gian ở bên cạnh con cái của ông. Cái điều đó là điều ông hối tiếc. Nhưng mà cái ông Alan Fan này ông qua đời rồi, ông là tỷ phú chứng khoán đó, người Mỹ gốc Việt đó. Thì có một số phụ nữ đặt cái câu hỏi ra là vậy chị em của chúng tôi ở nhà nội trợ như vậy đó, thì mấy cái người đàn ông họ nghĩ như thế nào? Theo Quốc nghĩ là đa số đàn ông châu Á, đặc biệt là đàn ông Việt Nam, người ta không có thích vợ của mình đi ra làm. Nhưng mà tại vì ở bên Mỹ các bạn biết là cái đời sống nó bêu bổng, nó nhiều quá. Lớp thì các bạn phải dành dụm kiếm tiền để lo cho người thân ở bên Việt Nam. Rồi ở đây mình mua xe trả góp, mua nhà trả góp, đủ thứ bêu bổng hết á. Đó thì cái khả năng của người chồng nó hơi bị hạn chế. Thì có một số cái người đàn ông này thì người ta muốn vợ của mình đi đi ra làm. Nhưng mà nếu người đàn ông theo Quốc á, nếu mà Quốc làm mà đủ bưu bổng, mà Quốc làm mà Quốc nuôi được vợ của Quốc á, là Quốc thích bà xã Quốc ở nhà hơn. Cái đó là Quốc nói thật từ đáy lòng. Trừ khi nào mà Quốc cảm thấy giống như Quốc làm mà Quốc lo tiền nhà, tiền xe, trả góp này nọ mà thiếu chút đỉnh về tiền ăn á, thì Quốc lúc đó là Quốc để cho bà xã đi làm. Là Quốc cũng thường nói với bà xã lắm, lặp đi lặp lại hoài, em nhiệm vụ của em là đi làm để phụ cái tiền ăn mà thôi, còn những cái vấn đề khác là anh lo. Đó là Quốc nói về cái hoàn cảnh của mỗi người, nhưng mà nói về đại đa số là đàn ông Việt Nam họ không thích vợ mình đi làm. Có nghĩa là nếu mà các bạn ở nhà các bạn chăm sóc con của các bạn á, là đàn ông họ thích hơn. Trừ ra một cái số người đàn ông như Quốc thường nói, là trừ ra một số người là tại vì bêu bổng, các bạn biết không, người ta lo không có đủ thì người ta bó bụng mới để cho vợ mình đi làm đó. Nhưng mà nếu có điều kiện á, thì nếu mà mấy ông chồng mà làm lương cao á, là mấy ông thích vợ mình ở nhà. Vợ ở nhà thì an tâm hơn là mình gửi con cho người khác. Nếu mà Quốc hồi xưa đó, hồi lúc trẻ đó, thì
Vợ của Quốc ở nhà được vài năm gì đó rồi ra gửi con đi làm. Quốc rất là hối tiếc. Để Quốc chia sẻ cái chuyện của Quốc thì hai vợ chồng của Quốc lúc đó đi làm công cho người ta ở bên Mỹ, gọi mình gọi là đi hãng đó, thì có đứa con đầu tiên đâu khoảng chừng tuổi tuổi mấy vậy đó, cái gửi cho cái bác này thì đúng ra đó là cái lực ở bên Boston, cái lực Mỹ là cái người này là có cái bằng giữ em bé gọi là daycare, đó là tối đa là chỉ giữ được bao nhiêu thôi, nhưng mà cái bác này bắt giữ over limit, giữ nhiều quá coi không sể mà bắt lớn tuổi nữa. Thì Quốc cũng nhờ người Việt Nam giới thiệu rồi vậy đó, chứ Quốc không có quen biết gì cái bác này. Thì con của Quốc đó, nó chơi làm sao đó không biết nữa, mà mấy cái em bé này đánh lộn với nhau, thì cái đứa bé kia đó nó dùng một cái giặt cái đồ chơi gì đó mà nó làm cho đứa con trai của Quốc nó có cái thẹo rất là lớn đó. Thì người Việt Nam với người Việt Nam mà đâu có thưa kiện gì đâu, thì mình lỡ nói chuyện nó xảy ra gì thôi, người ta cũng lớn tuổi rồi, bác đó cũng đâu có tiền có bạc gì, người ta mới khổ sở, người ta mới đi giữ em bé mà chuyện nó đã lỡ rồi. Đó là cái chia sẻ của Quốc, cho nên khi mà các bạn đi đi gửi con á, thì các bạn cũng phải suy nghĩ tới là không có ai mà chăm sóc mà 100% mà giống như người mẹ ruột của mình. Có nhiều các bạn sẽ nói không, anh Quốc anh nói gì không có đúng đâu này nọ. Quốc hứa chắc với bạn luôn về cái tâm lý, bảo đảm, Quốc bảo đảm với các bạn luôn, nếu mà các bạn gửi cho người ta là không có, người ta chăm sóc không có chu đáo, không có chu đáo bằng chính là nó là đứa con ruột của mình. Chứ đừng có nói anh nói vậy, chứ không có nhiều người người ta thương con của mình, thương chăm lo, không có đâu các bạn. Các bạn đọc bao nhiêu tin tức mấy cái bà vú nuôi đồ này nọ đó, đi hành hạ mấy đứa em bé đó, rồi đi tù đi tội đó, đầy hết báo chí đăng. Ở bên Mỹ, mấy người Mỹ đó các bạn, người ta đặt camera đó, rồi cái mấy cái người mà đê khe, mấy cái người mà ở bên Mỹ nó có cái chương trình mà giữ em bé di động đó, tới nhà hành hạ mấy người này, người ta mở camera ra, người ta đưa lên cho đài tin tức chiếu lên luôn đó. Thì cái chia sẻ của Quốc là gì, nếu mà có điều kiện, nếu có điều kiện ở nhà, người phụ nữ ở nhà nội trợ chăm sóc con cái là một điều rất là tốt, đó là cái chuyên gia người ta nói. Theo cá nhân của Quốc thì Quốc cũng thích như vậy. Nếu như mà Quốc làm mà đồng lương đầy đủ mà nuôi cho cả gia đình đó, Quốc cũng không thích bà xã của Quốc bước ra làm. Cái đó là Quốc nói thật, thật từ đáy lòng. Còn mà về cái vấn đề mà giống như có nhiều người thì giống như phụ nữ thì người ta không phải là người ta có con nhỏ mà người ta muốn giống như là ông xã của mình lo về kiểu như dạng như vật chất á, thì nó là khác, các bạn biết không? Lo về kiểu như mua quà, mua cáp, mua xe, mua cộ thì cái đó là nó khác. Còn cái mà Quốc muốn nói ở đây á, là nếu như mà các người phụ nữ mà muốn hỏi Quốc á, là nếu mà chị em phụ nữ ở nhà có con nhỏ, ở nhà không có làm gì hết, lo cho con, là cái điều đó là cái điều đúng thôi, cái điều đó đúng thôi đó. Thì Quốc mới kể cho các bạn đó là Quốc rất là hối hận. Bây giờ cái đứa con của Quốc nó lớn lên rồi mà cái thẹo của nó còn lớn lắm, to lắm, nó nhìn thấy rõ luôn. Thì cái chuyện đó là nó đâu vào đó thôi, không có thưa kiện gì hết đó, tại vì cái bác đó nghĩ lại cũng thưa cũng đâu có lấy được cái gì, thì người ta đâu có phải giữ như Việt Nam đó, không có giữ mà kiểu như có bằng có bảo hiểm rồi giống như kiểu người Mỹ, các bạn biết không? Đó thì Quốc rất là hối hận. Quốc hối hận thì sau cái lần đó đó, sau cái lần mà con của Quốc mà chơi với mấy đứa trẻ mà nó làm bị thương vậy đó, là ngưng luôn, không không có gửi nữa. Là bà xã bà chịu khó ở nhà thì bà giữ con cho Quốc đi làm đó. Mấy người chồng mà Việt Nam người ta không thích cho vợ người ta đi làm đâu, trừ khi nào mà Quốc nói, trừ khi nào mà người phụ nữ không có con nhỏ, ok, mà con nó lớn hết rồi đó, mà ăn ở nhà đó,
mà bắt chồng nuôi á, thì cái đó là cái vấn đề khác nữa. Cái vấn đề ở đây Quốc chia sẻ là vấn đề cho những người ở nhà có con nhỏ đó. Thì chuyên gia người ta nói mình nuôi con của mình tới một cái tuổi nào nó vững chắc rồi đó, nó đi học rồi đó, nó đâu ra đó đó, thì người phụ nữ đó trở lại đi làm thì vẫn chưa có muộn. Nhưng mà người ta nói cái lợi mà ở nhà nội trợ có con nhỏ lo cho gia đình cơm nước đó, thì chuyên gia nói rất là tốt, nếu mà làm được như vậy rất là tốt đó. Còn có một số bạn Quốc biết, giống như hồi nãy Quốc nói từ lúc đầu đúng, Quốc biết mấy cái cháu này ở sớm của Quốc nè, vô bàn ăn vô tiệc nó thẳng luôn, nói tôi đi làm tôi lấy tiền, tôi lấy cái đồng lương của tôi dùng cái đồng lương đó tôi trả cho bà vú nuôi chăm con, cho tôi không có thích bị áp lực quá, bị stress quá, tôi không có deal nổi với con nít. Thì cái đó nó không có đúng. Nếu mà mình nghĩ như vậy thôi từ đầu mình đừng có sanh con, các bạn biết không, con của mình mà máu mủ của mình mà mình đâu có thể nào mà mình nói kiểu như vậy được, mà hay là mình đối xử như vậy được, cái đó là cái giọt máu của mình mà đó. Nếu mà mình nghĩ như vậy thì đừng có sanh con. Nếu mà mình trốn tránh trách nhiệm stress là tại vì con nít nó làm cho mình stress, mình không có lo nổi cho nó thì đừng có sanh con, đâu có ai ép mình đâu, các bạn biết không, sanh con là tự mình chọn lấy mà, đâu có ai ép mình đâu, đâu có ai ép, đâu có nói chuyện lỡ được các bạn đó. Đó thì phong tục của bên Nhật đó là người ta gì, người phụ nữ bên Nhật 100% luôn, cái phong tục của bên Nhật lúc mà người ta chưa sanh con đó, người ta làm dữ lắm, làm không 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 nghỉ. Văn hóa của bên Nhật đó, làm suốt luôn mấy chục tiếng giờ, làm không có thời gian luôn. Mà khi mà người ta có bầu sanh con là ở nhà, ở nhà, tại vì người Nhật người ta thông minh, người ta người vợ người ta ở nhà, chỉ có người chồng đi làm thôi, rồi lo cho đứa con lớn lên rồi có đủ điều kiện rồi đó thì chở đi đi làm. Thì chuyên gia Mỹ nó cũng nói vậy đó.